Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốp dàn cò của Hyundai Grand i13 máy 2015. Sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới mọi người là sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hyundai tại Ấn Độ, có mã sản phẩm là 22410-04060 in India. Về cái cấu tạo của sản phẩm thì nó khá là đơn giản. Về cái phần lắp máy dàn cò này thì nó sản xuất 100% bằng nhựa ABS cao cấp. Đây, anh em có thể nhìn nhé, đây là hàng xịn nha anh em nhé. Đấy, cái chất nhựa của nó rất là chắc luôn. Đấy. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.